Rồi. Giới thiệu mọi người đây là cái đang giới thiệu cái mất hứng với mấy anh chị mình luôn. Rồi, đây là cái gối Anova này. Cái gối này thì đặc trị viêm phổi thương hàn ha. Đó, tức là Flor Fenicol với Doxylin gì đây. Đó thì em thấy em pha cái này thì nó công dụng trị nhiễm trùng hô hấp, đồ đường tiêu chảy đồ này kia cũng ok đó anh em. Anh em nào xài thì thấy tại có mấy cái con á mà nó mắt nó chảy nước mắt nữa mà không có cần nhỏ nước mắt luôn, thuốc nhỏ mắt luôn, em chỉ cần là cho nó pha uống về xịt nước tắm cho nó mỗi ngày thì em muốn khoảng chừng 3 5 ngày thì thấy nó hết luôn đó, thì em chia sẻ vậy thôi. Thì em lâu lâu khi vô mùa nắng có con mấy con treo mà cao sát mấy tôi thì lâu lâu cũng bị thôi, chứ cũng tỷ lệ bị nó cũng ít đó, tại em giờ cũng mới đầu tư cái miếng mút nè để che mấy con ở trên nè đó, thì em nuôi thấy vậy thì em cũng chia sẻ thôi. Anh em nào mà cái gói này thì 70.000 ha, Anova gì đây, Nova Flo Dos 100 g 70.000 ha. Anh em mình tham khảo nếu thấy mà trị hay thì sử dụng, thì em thấy cũng đang hay sử dụng hay đó, đó. Thì anh em mình sử dụng thì cũng tốt. Rồi, anh em nào cần thì cứ ghé tiệm thú y mua ha, nó trị gà vịt đồ cũng tốt lắm nè. Còn Biodosit này ha, này là thuốc để xịt khuẩn nha. Cái này thì nó cũng kêu khuyến cáo là mình xịt vô chuồng trại, xịt vô động vật nuôi cũng không ăn sao hết ha. Rồi anh em nào có tham khảo sử dụng thì cứ mua về, để anh em đọc cái hướng dẫn sử dụng, mình sử dụng để vừa phòng bệnh và trị bệnh nha. Chúc anh em mình cu cò căng cứng nha. Ở đây thì là cái thuốc cái chai Lodoxy, cái bịch Lodoxy nãy mới bỏ ra đây ha. Cái này anh em pha ok rồi, pha thì nói chung pha nước nó nhạt nhạt như number one nhỉ, nhạt hơn xíu ha, rồi nó uống để nó trị. Còn này là em hay trung thành với cái Plosat này lắm đó, nó chuyên trị khò khè rồi. Nó mà đứng há miệng ra nó thở á, ngước 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 cái bị phân xanh phân trắng là em hay cho uống cái này nhỏ 2 3 giọt vô cống, với hai là em bỏ em nhỏ trực tiếp vô miệng ha. Hiện tại thì cũng có đang còn một con, bữa 4 con này là đều ăn yếu hết nè, hiện tại là nó mập trở lại hết rồi, mập trở lại rồi, còn có một con này thôi đó, còn đúng một con này là ốm như cầu ma thôi, như là do dắt kiểu không chịu ăn á. Đó, thì ăn thì anh em để thức ăn rồi theo dõi ha, cứ nhỏ thuốc rồi theo dõi nó, chứ giờ bữa là 4 con này là nó sù lông nó bỏ ăn, thực sự là về chim về chỗ anh em là nó ăn yếu rồi, chắc chắn là sẽ ăn yếu rồi đó. Còn con nó còn bị phân xanh nè, hơi xanh xanh nhạt nhạt thấy không đó. Anh em nuôi chú ý là qua nhìn qua phân với hay nó uống để điều tiết ha. Rồi đối với em thì chỉ có nuôi là chỉ có cho uống Plosan này thôi đó. Còn tí nữa em sẽ ghim cái phần ấy ở trong phần bình luận cho anh em có thể dễ mua ha. Đó, bữa 4 con này thì em thả vô là mấy con lớn nó đè, nó ăn uống không đạt rồi, gặp thời tiết nó ấy rồi nay nó khỏe hết rồi ha. Còn một con này thì do nhà thì bữa em cũng trị, đang trị mà em phải đi làm á, nên không có nhà thì nó cũng không có được khỏe lắm, em sẽ đem xuống cơ quan em điều trị chừng tuần nữa là khỏe. Rồi chung quy lại là em chỉ sử dụng hai cái thuốc thôi, lúc Lodoxy đối với chim mới về thôi, lâu lâu em mới sử dụng thôi, khi nào chim bệnh em mới sử dụng, chứ em ít khi sử dụng phòng lắm đó. Và thuốc này là khi nào bệnh mới xài thôi. Đối với chim còi mình nên sử dụng lúc đúng liều, và đúng lúc đúng liều và đúng đối tượng nha anh em, đừng có sử dụng tràn lan. Tại vì chim mà anh em sử dụng tràn lan thuốc nó lờn thuốc là khó trị lắm, là khi nào là nó bệnh thiệt rồi là
nó mình sử dụng thuốc đó lại liều lượng cao hơn là khó trị lắm, nên tốt nhất là anh em đừng có sử dụng thuốc khi chưa có bệnh ha. Còn như kinh nghiệm dân gian thì như người ta xài tỏi đồ này kia thì anh em có thể tham khảo, còn như em thì đối với thuốc bán sẵn thì em chỉ sử dụng hai loại thuốc thôi, Lodoxy với cái này thôi, còn lâu lâu sử dụng khử trùng thì em cũng có sử dụng nhưng mà ít lắm, hầu như là cứ vệ sinh sạch sẽ là được. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.